Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tùa Chùa. Thưa quý vị và các bạn, ngày hội du xuân trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới. Khi đất trời còn căng tràn sức xuân, hàng nghìn người dân và du khách ở khắp nơi tụ hội về Tùa Chùa để cùng hòa mình vào hội xuân của đồng bào các dân tộc nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Khi những cánh hoa đào rừng khoe sắc cũng là lúc đồng bào dân tộc huyện Tùa Chùa vui xuân đón Tết. Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, đây còn là lúc mọi người thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên cũng như đất trời đã phù hộ sức khỏe mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên và cầu mong năm mới cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến với Tùa Chùa, cảnh vật làm say đắm lòng người và níu chân du khách đó chính là cảnh sắc núi non trùng điệp, những mái nhà nhỏ của đồng bào dân tộc miền núi giữa những thửa ruộng bậc thang. Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đi đến đâu du khách cũng gặp hoa đào ở sườn núi, sườn đồi, hai bên mái nhà đơn sơ của đồng bào dân tộc. Đặc biệt đến với Tùa Chùa, du khách còn được hòa mình vào những lễ hội xuân, hệ thống hang động hoang sơ huyền bí đầy quyến rũ. Hội xuân Tùa Chùa và đặc biệt là cái hội xuân của xã nhà, tôi cũng được về đây để thăm cái khu hang động là khó chuồn la của xã Sán Nhà, rất là đẹp và rất hùng vĩ và thu rất là nhiều khách đến tham quan đây. Ngay những ngày đầu năm mới, từng dòng người đã đổ về các khu đất trống để vui hội xuân. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại các xã như Mừng Báng, Tà Phìn, Xính Phình và Xá Nhà, người dân tập trung về chơi xuân đông hơn so với các xã khác trong huyện. Hội xuân nơi dẻo cao Tùa Chùa tuy không có sự dàn dựng công phu, nhưng những tiết mục văn nghệ bằng khèn mông, sáo mông, hát giao duyên do chính các nghệ nhân đôi nam nữ mông trình bày mang lại những nụ cười vui tươi cho đông đảo người xem. Tết năm nay là tôi được tham gia cái hội giao lưu khèn mông truyền thống của dân tộc vùng cao. Rất vinh dự đối với bản thân tôi. Là một, thứ hai nữa là tôi rất muốn để tôi được quảng bá cái nền văn hóa của dân tộc Mông ở trên vùng cao đây để cho các bạn, các tỉnh bạn và các huyện bạn để biết. Và tôi muốn để làm sao mà có một dịp nào đó tôi được giao lưu với các tỉnh bạn, các huyện bạn. Xuân Canh Tí năm 2020, tại các điểm chơi xuân có hàng nghìn du khách trong và ngoài huyện về du xuân. Tất cả mọi người đều chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để mặc vào dịp Tết. Những người đến du xuân đều mang trên mình bộ váy áo truyền thống rực rỡ sắc màu, họa tiết văn hoa độc đáo. Cấp ủy chính quyền các địa phương cũng tạo điều kiện cho người dân vui xuân như lắp đặt tăng âm, loa đài, phục vụ việc biểu diễn văn nghệ và thông báo về các trò chơi, nội dung thi đấu do xã tổ chức. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được đảm bảo. Năm nào cũng vậy, cứ dịp đầu xuân, xã đều tổ chức cho nhân dân vui xuân, đồng thời cũng tạo điều kiện cho chúng tôi mở hàng quán ăn, uống phục vụ người dân và du khách đến đây tham gia lễ hội và chơi xuân. Thế thì để đảm bảo cái an ninh trật tự trong cái hội xuân, thì là xã cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo hội xuân, ban chỉ đạo Tết, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là chú trọng đến cái lĩnh vực an ninh trật tự và giao cho lực lượng công an và quân sự là bố trí lực lượng để túc trực và làm sao để đảm bảo được cái an ninh trật tự cho bà con nhân dân cũng như là các nơi người ta đến vui cái hội xuân tại xã Xá Nhà. Ném pao là trò chơi được đồng bào Mông chơi nhiều nhất trong những ngày du xuân. Từ các cháu nhỏ cho đến cụ già đều ưa thích trò chơi này. Tùy theo lứa tuổi, họ sẽ lựa chọn bạn chơi với mình. Ném pao chính là cách người Mông bày tỏ tình cảm với nhau. Hầu hết những nam thanh nữ tú về đây đều mong mình tìm được bạn tình qua trò chơi pao. Cứ mỗi năm vào ngày này thì bọn em đều ra đây để chơi hội và có điều được chính quyền xã địa phương được tổ chức cho bọn em được chơi vui chơi xuân và có những trò chơi như là ca hát, nhảy múa và có một trò chơi phong tục là ném pao.
Đến với huyện vùng cao Tù Chùa vào những ngày đầu xuân, du khách không chỉ được thả mình vào không gian của núi rừng, ngắm cảnh cao nguyên đá, hệ thống hang động kỳ vĩ mà còn có cơ hội tham gia rất nhiều lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc. Một trong số đó là lễ hội trọi dê. Đây là năm thứ hai huyện Tù Chùa tổ chức lễ hội trọi dê dịp đầu xuân năm mới. Lễ hội trọi dê tranh tài ở hai hạng cân dưới 35kg và trên 35kg. Các xã không bị khống chế về số lượng tham gia. Để chuẩn bị cho hội thi, chủ dê phải chăm chút cho những con dê của mình trong khoảng thời gian khá dài. Những con dê được chọn phải có thể lực tốt, thân hình lực lưỡng, sừng cao. Tôi ở nhà, tôi nhìn thấy những con dê nó thịt chỏi đấy, tôi vẫn chưa mang đi thi đấu nhiều. Là thịt chỏi thì tôi nhìn những con nào mà nó nhảy nhiều, nó ham ham thì tôi chọn những con đấy để mang ra thi đấu. Còn những con mà cả nó lớn hơn một chút nhưng mà nó không nhảy nhiều thì tôi không mang ra thi đấu. Sới trọi dê được tổ chức đơn giản trên một khu đất trống bằng phẳng ở sườn núi, được giới hạn bởi hàng rào sắt. Trăng dây thừng bao quanh khu vực thi đấu, những chú dê được đánh số và sẵn sàng cho những trận đấu khốc liệt. Trong suốt cuộc mưu sinh trên núi cao, con dê luôn là con vật giúp đồng bào thoát nghèo làm giàu. Con dê dễ nuôi, dễ chăn thả và phù hợp với địa bàn sống của cư dân nơi đây. Vì thế, hội trọi dê là dịp để khẳng định thành quả lao động của đồng bào sau một năm lao động vất vả. Đây cũng là dịp để đồng bào chia sẻ với nhau kinh nghiệm chăn nuôi dê và gia súc để mùa sau có được thành quả lớn hơn. Hơn thế nữa, mỗi người khi đến với lễ hội đều được hòa mình vào không gian rộn ràng của mùa xuân với những trò chơi truyền thống và cảm nhận được nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi vùng cao. Một mùa xuân mới lại về, thì qua đây thì huyện địa phương có tổ chức các chương trình như trọi dê, ném còn và thổi kèn thì... Chúng em về đây thì rất là vui và thấy địa phương phát triển hơn rất nhiều và có các chương trình dân gian để chúng em được về đây người thăm lại quê hương mình ạ. Hội chợ dê thì thấy cũng rất là mới mẻ, cũng thu hút được nhiều người về nơi đây du xuân ạ. Trọi dê không đơn thuần chỉ là một trò chơi mà còn có ý nghĩa tâm linh, đó là sự cầu mong may mắn cho gia chủ, may mắn cho cả vùng. Cầu mong cho một năm mùa màng bội thu và hơn thế nữa, hoạt động này còn như một sự chọn lựa, bảo tồn nguồn gen giống gia súc đã gắn bó với đồng bào dân tộc vùng cao. Việc tổ chức lễ hội trọi dê độc đáo này, ngoài việc góp phần bảo tồn các vốn văn hóa, thể thao truyền thống, còn thúc đẩy phong trào chăn nuôi trong các hộ gia đình, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương. Qua các hoạt động vui chơi trong những ngày diễn ra chơi xuân, các làn điệu hát đối đáp, các trò chơi dân tộc như ném bao, múa khen, thổi kèn lá, lễ hội trọi dê được gìn giữ, góp phần phát huy và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi dẻo cao Tù Chùa. Thưa quý vị và các bạn, là huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao so với các địa phương khác trong tỉnh, cho nên trong năm 2019, công tác giảm nghèo tiếp tục được huyện Tù Chùa quan tâm thực hiện, đồng bộ các giải pháp như dạy nghề tạo việc làm cho lao động nghèo, các chính sách hỗ trợ nhà ở, chăm sóc bảo vệ sức khỏe, vận động tặng quà hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đặc biệt là dự án 4 truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự. Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin là dự án nhằm truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân. Theo đó, các phòng ban đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện kế hoạch giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, mặt trận và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách của nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững. Phấn đấu trên 80% hộ cận nghèo, hộ nghèo nâng cao được nhận thức trong việc thoát nghèo bền vững. 90% người nghèo được tiếp cận thông tin và được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại địa phương. Đối với Tủ Chùa là một trong những cái huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh, có gồm 7 dân tộc cùng chung sống. Trong đó thì dân tộc thiểu số chiếm trên 95%. Trong nhiệm kỳ qua thì các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn luôn là quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, về chính sách dân tộc, đặc biệt là lĩnh vực về giảm nghèo bền vững, triển khai thực hiện tốt các cái chính sách hỗ trợ về máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, cho chăn nuôi, cho chế biến nông sản, rồi là cái việc hỗ trợ về cây giống, con giống, thế rồi là tập huấn về chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào dân tộc thiểu số về trồng trọt, về chăn nuôi, về chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng và vật nuôi. Năm 2019, đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tủ Chùa đã chi trả trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ khai hoang phục hóa, tạo ruộng bậc thang, 33 dự án hỗ trợ sản xuất, 15 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Chương trình nông thôn mới thực hiện hỗ trợ 6 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả, hỗ trợ 28 con trâu sinh sản, 67 bộ máy móc phục vụ sản xuất. Thực hiện chính sách theo quyết định số 45 ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch giao cho các cơ quan chuyên môn tập trung triển khai thực hiện các nội dung chính sách, trong đó chú trọng việc hỗ trợ phát triển các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nông nghiệp với tổng kinh phí được giao trên 6,7 tỷ đồng. Các chính sách được triển khai đã dần đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và đồng bào vùng khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm, mang lại diện mạo mới cho các địa phương trên địa bàn huyện. Với về hỗ trợ cây trồng vật nuôi thì hiện tại thì công an xã cũng đang triển khai hỗ trợ dê và hỗ trợ lợn theo cái chương trình 30A và hỗ trợ giống châu bò cho bà con nhân dân. Ông Giàng A Sinh, thôn Xín Sủ, xã Xá Nhè chia sẻ, trước đây gia đình ông là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào 2.000 mét vuông ruộng. Song nhờ được Hội Nông dân huyện giúp đỡ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ông đã mạnh dạn đầu tư đào ao nuôi cá thương phẩm và chăn nuôi trâu bò sinh sản. Nhờ chịu khó chăm sóc chăn nuôi đúng kỹ thuật, đến nay gia đình ông đã có nguồn thu nhập ổn định từ 60 đến 80 triệu đồng trên năm, thoát khỏi cảnh đói nghèo. Gia đình cũng khó khăn lắm, cơm thì cũng hàng năm cũng không đủ, thiếu thốn. Xong rồi tiền nông thì cũng chả có. Phải đi vay vốn ít vốn ngân hàng, xong là ngân hàng chính sách, xong là về đầu tư cho cái ao. Trước kia thì đầu tư cái ao thôi, một cái thôi. Còn sau đó thì trả cái đợt trước, xong lại vay tiếp đầu thêm một cái ao nữa, xong là có hay là ba cái ao. Còn mình đầu tư một ít mua giống bò. Nhờ thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế mà tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tủ Chùa đã giảm trên 6% so với năm 2018. Để thực hiện dự án đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới huyện Tủ Chùa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người nghèo, hiểu được trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, động viên khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tủ Chùa. Chương trình chúng tôi xin kết thúc tại đây.